Rồi, chúng ta đến với A Closer Look to và liên quan đến ngữ pháp. Bài tập số 1 liên quan ngữ pháp của cái hình thức so sánh hơn của tính từ này các bạn. Và chúng ta review lại, chúng ta sẽ ôn lại nha. So sánh hơn của tính từ. Vậy thì cái bài tập số 1 này liên quan đến so sánh hơn của tính từ thì người ta cho mình một cái bài văn. Và hoàn thành cái bài văn nó chừa những cái chỗ trống này các bạn. Có, chúng ta hay gọi là dạng đục lỗ các bạn. Ngày xưa thầy học là thầy nói là dạng đục lỗ, mà cái dạng này á nếu mà chưa có cho cái từ trong này là rất là khó đó, mà nếu mà cho rồi thì nó dễ thôi đó. Thì chúng ta hoàn thành cái bài văn ở phía dưới với những cái hình thức so sánh hơn phù hợp của những cái tính từ đã được cung cấp này. Đây, những tính từ này đó, những tính từ đó. Vậy thì bây giờ cái bài văn này á thì để tiết kiệm thời gian cho các bạn á thì thầy sẽ điền vô luôn. Thầy điền vô luôn rồi thầy dịch rồi thầy giải thích cho các bạn thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ cái chỗ này là câu đầu tiên, câu số 0 này người ta làm cho mình rồi này. So sánh hơn của good là better này, các bạn thấy chưa? Rồi thì cái số 1 này thì so sánh hơn chỗ này là 2 à, dễ rồi. 2 à. Thêm đuôi r vào là xong. Đó. Câu số 2. Câu số 2 là easier, vậy thôi. Đó, nhớ biến đổi y dài này thành y ngắn này rồi thêm r này. Nguyên tắc biến đổi đó thì trong phần so sánh hơn này dạy kỹ cho các bạn rồi đúng không nào? Và câu 3 này. Better, good là so sánh hơn là better. Better. Người Anh đọc là better, người Mỹ đọc là better, better. Đó, người Mỹ họ đọc hơi điệu hơn xíu, cách điệu hơn một xíu. Và gọn tinh gọn hơn. Và câu số 4. More exciting. More nha, more nha, exciting viết ra. Đó, viết nguyên từ này vào bên này. Và số 5, more convenient. Đây, số 5 này, convenient, more. Đó, convenient này các bạn này. Đó, more convenient. Rồi. Vị trí số 5, vị trí số 6 này. Có mở các bạn. Không mờ đúng không? Rồi, vị trí số là happier. Nhớ biến đổi y dài thành y ngắn. Rồi thêm y đi, vân thêm r đó. Số 7, more friendly. Đây, more friendly viết ra. À, các bạn này nguyên chữ này viết ra bên này luôn nha các bạn nha. Và vị trí số 8, fast. Nhìn vô đây thấy so sánh bằng này, so sánh bằng các bạn học rồi cho nên là thầy không giảng chỗ này, là tí nữa thầy nói sơ thôi. Và vị trí số 9 là safer, r thêm đuôi r vào. Và cuối cùng best, so sánh nhất. Chữ này tí thầy sẽ giải thích so sánh nhất cho các bạn xíu. Rồi bây giờ là toàn bộ chúng ta đã điền vô hết rồi, bây giờ thầy dịch cho các bạn rồi thầy giải thích nha. Thỉnh thoảng này, tôi nghe những người lớn ở gần tôi nói rằng sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ để lớn lên khi lên được lớn lên ở thành phố hơn là vùng miền quê. Có nghĩa là thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn xung quanh tôi nói rằng á sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ để được nuôi lớn ở thành phố hơn là nuôi lớn lớn lên ở vùng miền miền quê. Họ nói rằng thành phố cung cấp cho một đứa trẻ nhiều cơ hội cho việc học hành cao hơn và dễ dàng tiếp cận với những trang thiết bị tốt hơn. Cuộc sống ở đó là thú vị và tiện lợi hơn. Thú vị và tiện lợi hơn. Đó là cái đoạn thứ nhất. Họ có thể đúng. Họ là những người lớn nói với tôi á thì có thể đúng, nhưng có một điều họ không biết là tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở đây trong một cái tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở đây hơn tôi cảm thấy hạnh phúc hơn này trong một cái thành phố ồn ào và đông đúc. Cái
chỗ này này các bạn này, những cái 10 người miền quê này. Đó, những cái người miền quê các bạn nha. Những người miền quê. À, cái chỗ này thầy thấy hơi không ổn rồi các bạn. À, thầy xin lỗi, thầy dịch chỗ này lộn rồi, thầy dịch lại các bạn hiểu này. Cái chỗ này thầy dịch lộn các bạn nha. Cái này á, thầy nói lại này nha, thầy dịch kỹ lại này. À, chứ vừa rồi là nó không tốt ra cái ý của câu người ta mà thế này. À, có thể có một điều mà họ có thể họ không biết đúng không? Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở đây này, ở cái vùng miền quê đó, ở vùng miền quê đó. Ở đây là vùng miền quê các bạn nha, mặc dù người ta không viết ra ở đây, người ta không viết ra chỗ này, nhưng chắc chắn cái ý của người viết là vùng miền quê đó. Ở đây vùng miền quê, tôi hạnh phúc hơn là ở một cái thành phố ồn ào và náo nhiệt và đông đúc đó. Vùng miền quê tôi cảm thấy hạnh phúc hơn so với thành phố ồn ào và náo nhiệt đó, đông đúc, ý là như thế các bạn nha. Mặc dù người ta không viết vùng miền quê ở đây, qua chỗ này người ta mới viết đó, cho nên là thầy dịch ở trên đó là các bạn để ý xíu. À, thầy xin lỗi nha, để mất thời gian các bạn chỗ này đó. Ở vùng miền quê ở đây tôi hạnh phúc hơn so với thành phố ồn ào và đông đúc. Những người miền quê thì sao? Là thân thiện hơn những người ở thành phố. Tôi biết mỗi bạn, những cậu bé đó, tôi biết mỗi cậu bé ở trong ngôi làng của tôi. Và cuộc sống ở đây thì không nhanh bằng cuộc sống ở thành phố. Cuộc sống ở đây thì không có nhanh, không có diễn ra nhanh đó, bằng so với cuộc sống ở thành phố. Và tôi cảm thấy an toàn hơn. Đó, tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ cái nơi tốt nhất, có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên, để được lớn lên đó, là nơi mà bạn là nơi đó bạn cảm thấy như là ở nhà. Đó, đây là một cái bài văn rất là hay. Vậy thì bây giờ thầy giải thích cho các bạn cái sự lựa chọn này nha. Đầu tiên, cái hai ở đó là cái chỗ bạn để ý này. Đây là tính từ ngắn cho nên là so sánh hơn chỉ có thêm đuôi r vào là được nha. Easier cũng thế, đó cái nó là easier. Và better là so sánh hơn của good. Và exciting là tính từ nhiều vần. Do đó khi so sánh hơn á thì các bạn phải đưa more, các bạn nhớ nha. Đó. Tương tự happier rồi dễ rồi. Đấy, friendly cũng là tính từ nhiều vần cho nên phải so sánh hơn, phải more, tính từ dài và then, các bạn thấy chưa? Còn trường hợp người ta viết more là tính từ, người ta không có then thì ngầm ý là so sánh hơn rồi đó, nhưng mà người ta viết ngắn gọn thôi các bạn nha. Rồi đây, first so sánh bằng as, tính từ. Rồi as bằng cái gì đó, cái gì bằng cái gì đó các bạn nha, nhớ nha. Rồi safer tương tự như vậy, so sánh hơn, tính từ ngắn. Rồi so sánh nhất nè, the best. Rồi danh từ ngắn này. Đó, à vâng, tính từ ngắn này, the best, good. Đó, đặc biệt chứ không phải tính từ ngắn. So sánh nhất của good là best. Đó, đặc biệt. So sánh hơn của good là better. Đây. Đây. Đó các bạn nha. Đó, so sánh nhất là best, là tốt nhất đó. Tốt hơn, tốt nhất. Đó các bạn ha. Rồi, cái chỗ này là chủ yếu là so sánh hơn, là thầy giải thích kỹ so sánh hơn rồi. Rồi, bài tập số 1 cũng đã xong các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo ở bài tập số 2. Bài tập số 2 là liên quan đến trạng từ các bạn nha. Đó. Về tập thứ hai là trạng từ, thầy sẽ nói kỹ hơn cho các bạn chỗ đó, so sánh của trạng từ. Rồi, chào các bạn.